Cùng với dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu, đau mắt đỏ vẫn diễn biến phức tạp, các dịch bệnh về đường hô hấp, cúm cũng đang có chiều hướng tăng cao số ca mắc do ảnh hưởng của thời tiết giao mùa thu đông gây nguy cơ dịch chồng dịch. Tại Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, những ngày gần đây, số trẻ nhập viện tăng khá cao, khiến một số phòng điều trị quá tải. Bác sĩ Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa cho biết, theo dịch tễ bệnh dịch, vào giai đoạn cuối tháng 10 và tháng 11, số trẻ nhập viện thường gia tăng, nhất là nhóm trẻ dưới 5 tuổi, trẻ hay mắc một số bệnh đường hô hấp. Còn tại Bệnh viện Nhi Trung ương, số trẻ được đưa tới khám điều trị các bệnh về đường hô hấp, cảm cúm tăng khá cao. Ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, những ngày qua, lượng bệnh nhi mắc bệnh hô hấp nhập viện cũng có xu hướng tăng nhanh. Bác sĩ Lê Minh Lan Phương, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi Đồng 1 thông tin, mỗi ngày bệnh viện khám khoảng 4.500 bệnh nhi, cao điểm có ngày lên đến khoảng 5.700 ca. Cùng với sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp, một số dịch bệnh khác vẫn diễn biến phức tạp. Mới đây tại Hà Nội đã ghi nhận hai trẻ ở huyện Chương Mỹ và huyện Phúc Thọ bị viêm não Nhật Bản. Bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, viêm não Nhật Bản có tỷ lệ tử vong lên đến 30%. Trẻ nhỏ mắc viêm não Nhật Bản thường có các triệu chứng như sốt, đau đầu, buồn nôn, nôn, mệt mỏi, ớn lạnh. Với những trường hợp bệnh nặng có thể có các biểu hiện co giật, giảm khả năng nhận thức. Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo xin ý kiến Bộ Tài nguyên Môi trường liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính và thời hạn sử dụng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, gọi tắt là sổ hồng, đối với diện tích nhà, đất sử dụng làm official, là văn phòng làm việc kết hợp lưu trú, shop house, căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ. Theo Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước và được cấp giấy chứng nhận theo đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi xây dựng, chủ đầu tư đã bán lại cho người sử dụng với mục đích để ở và đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường cấp sổ hồng cho các phần diện tích này. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên Môi trường nhận thấy còn một số vướng mắc khi áp dụng Luật Đất đai năm 2013, cần xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể, trường hợp chủ đầu tư bán phần diện tích được cơ quan có thẩm quyền công nhận với mục đích sử dụng là thương mại dịch vụ, gồm khách sạn, căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, cho người mua với mục đích để ở, thì khi xem xét cấp sổ hồng cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có phải xác định giá đất để tính thu nghĩa vụ tài chính bổ sung hay không? Liên quan dịch vụ cung cấp hệ thống vé tự động trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường yêu cầu Sở Giao thông Vận tải khẩn trương phối hợp các sở ngành, đơn vị liên quan rà soát, cập nhật hệ thống vé tự động xe buýt phải đồng bộ đối với các phương tiện giao thông công cộng như buýt sông, metro. Theo Sở Giao thông Vận tải, thời gian qua đã triển khai thí điểm hệ thống vé tự động trên tuyến xe buýt số 1, 4, 65, 152, 16, 43 bằng hệ thống công nghệ thẻ vé loại A, mã QR code trên thiết bị di động hoặc vé giấy, thẻ ngân hàng. Hệ thống thực hiện theo các tiêu chuẩn mở, phù hợp với khung tiêu chuẩn dự kiến cho hệ thống thu soát vé tự động trong hoạt động vận tải hành khách công cộng, tiếp nhận công nghệ mới trong tương lai. Nhiều năm qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đầu tư các dự án tái định cư, giãn dân ở các huyện Đắk Lây, Sa Thầy, Kon Plong, Đắk Hà. Nhưng phần lớn chưa thu hút được người dân đến ở. Dự án quy hoạch bố trí dân cư xã Đắk Plong, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum từng được báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh có nhiều tồn tại, như dự án đã kết thúc nhưng số hộ di dân lên khu tái định cư chưa đạt mục tiêu đề ra. Quỹ đất sản xuất tại khu tái định cư không đảm bảo. Trung bình mỗi hộ lên khu tái định cư chỉ nhận được khoảng 33% đất sản xuất so với mục tiêu dự án được duyệt. Có 42 trên 126 hộ lên khu tái định cư canh tác, rồi quay lại làng cũ sinh sống. Mới đây, khi trở lại dự án trên, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng còn phát hiện có tình trạng mua bán đất sản xuất cấp cho người dân thuộc diện tái định cư. Theo ông A Điêu, thôn phó thôn Ba Trang, xã Đắk Long cho biết, người dân mua bán bằng giấy viết tay,
Người bán là các hộ thuộc diện di dời lên khu tái định cư nhưng chưa lên ở, còn người mua là người trong thôn hoặc xã. Đất được bán với giá rẻ bèo, có hộ bán 400 cây cà phê với giá từ 30 đến 40 triệu đồng. Sự việc được ông báo lên xã. Ông Trần Ngọc Trực, bí thư đảng ủy xã Đắk Long cho biết, tình trạng trên vẫn âm thầm xảy ra. Việc này do người dân tự ý mua bán với nhau, không thông qua chính quyền, vì đất sản xuất cấp cho dân tái định cư, chưa được phép mua bán. Lo sợ sau khi bán đất, người dân không có đất sản xuất nên xã đã chỉ đạo quyết liệt ngăn chặn tình trạng trên, tuyệt đối không để sang nhượng đất bằng các hình thức. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 7 tháng 11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm, sau mưa giảm. Ngày và đêm ngày 7 tháng 11, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm. Khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Ngoài ra, ngày và đêm ngày 7 tháng 11, phía Tây Bắc Bộ, sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 16-19 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.